Xin chào quý vị khán giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Nguồn tin chúng tôi vừa mới nhận được cách đây 5 phút từ Houston, Texas. Đó là ông ta cho chúng tôi biết rằng tình trạng của Quy Nguyễn đang trở nên xấu đi, bởi vì ngoài cái việc mà bên phía Việt Nam họ dùng cái tuyên bố chung của hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ ký vào tháng 7 2013 về việc là hai bên sẽ tôn trọng cái thể chế chính trị của nhau, thì cách đây vài ngày bên phía Việt Nam họ đã xem được một cái phát hiện được một cái việc mà cái việc đó xuất phát từ bên phía Hoa Kỳ, do đó họ đã muốn điều tra cái việc này có thật hay không và đã gây rất nhiều khó khăn cho cái việc mà thương thảo giữa hai bên. Và chúng tôi đã hỏi cái ông ta rằng là ông có thể cho chúng tôi biết được là bên phía Việt Nam họ phát hiện ra cái gì không, thì ông ta nói rằng là rất tiếc là chúng tôi không thể nói cho anh biết được, bởi vì nếu như tôi nói cho anh biết thì không khác gì nó giống như là châm dầu vào lửa, và không khác gì là tôi là người gián tiếp hại Quy Nguyễn bị giam cầm ở Việt Nam lâu hơn. Và chúng tôi đã hỏi ông ta rằng là như vậy thì hiện tại vì sao mà bên phía Hoa Kỳ lại không gia tăng sức ép với bên phía Việt Nam, thì ông ta nói rằng là ngay lúc này đây thì đừng nghĩ gì đến chuyện gây sức ép, bởi vì cái việc bây giờ hiện tại chỉ là Hoa Kỳ có chấp nhận những cái thương thảo mà bên phía Việt Nam yêu cầu hay là không, chứ đừng nói đến chuyện gây sức ép, bởi vì ông ta nói rằng là tình trạng của Quy Nguyễn nó trở nên phức tạp và khó khăn hơn sau khi mà bên phía Việt Nam đã tìm được cái chi tiết đó, mà cái chi tiết đó nó lại xuất phát từ bên phía Hoa Kỳ, do đó tình trạng nó trở nên là tồi tệ hơn. Và ông ta nói với tôi rằng là hiện nay ông ta chỉ có thể cho chúng tôi biết được như vậy mà thôi, chứ nếu như ông ta nói nhiều hơn thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy không tốt cho cái việc mà đàm phán với Quy Nguyễn với bên phía Việt Nam. Và tiện đây chúng tôi cũng muốn trả lời những người khán giả đã inbox trong những ngày qua vào cái Facebook của Nửa Vòng Trái Đất TV, hỏi là có hay không việc chúng tôi đưa những cái fake news về việc thương thảo của anh Quy Nguyễn cũng như việc trục xuất, thì chúng tôi đã nói lại một lần nữa những tin đó chúng tôi đưa hoàn toàn là chính xác và từ cái nguồn tin mà người đàn ông ở Houston, người đã biết rất rõ trong cái việc thương thảo này giữa hai bên, đã cho chúng tôi biết. Và quý vị hãy nên tin tưởng chúng tôi, bởi vì ngay cả cái việc mà đài RFV hạ cái bài viết đó xuống và liên quan đến Việt Tân cũng như Quy Nguyễn, và họ đã bỏ cái tên Việt Tân cũng như Trinh Nguyễn ra, thì hoàn toàn là chính xác. Mà cái việc đó là chỉ có từ Nửa Vòng Trái Đất TV tìm ra cái tin đó và đưa cho quý vị biết, thì ít nhiều quý vị hãy tin tưởng chúng tôi, bởi vì chúng tôi không ngu xuẩn mà làm những cái việc mà đưa tin fake news để cho quý vị mất niềm tin ở chúng tôi. Và quý vị hãy chờ đợi để xem những cái việc diễn biến tiếp theo trong những ngày tới.